dám hỏi điện hạ, có phải vì sự vô lễ tối qua sau khi hoàng thượng ban hôn và việc tùy ý thu nhận người khác hôm nay, điện hạ mới đối xử với Trích Tinh như vậy? Cách sống của cô chỉ có những điều này khiến cho người ta không hài lòng thôi sao? Điện hạ nói vậy là ý gì chứ? Lẽ nào Trích Tinh còn có chỗ nào khác đắc tội với điện hạ sao? Với cô, quả thực là Bổn Vương còn có những thành kiến khác. Trực tiếp nói cho cô biết luôn, cô nhận ý chỉ ban hôn của Thánh Thượng, ngoài tuân theo hoàng lệnh ra, chắc còn có hai chữ lợi ích nữa. Trước khi Mã Phong Trình rời khỏi đây, đã từng âm thầm thăm viếng Bổn Vương. Hắn nói Bổn Vương và Mã Gia Quân nếu đã là người một nhà, sau này việc lớn việc nhỏ của triều đình và cả việc xuất chinh trong tương lai, cũng xin Bổn Vương chiếu cố nhiều hơn. Hắn sẽ có báo đáp thật hậu hĩnh. Nhưng theo như luật lệ, ngoại thần cấu kết với hoàng tử là tội nặng lăng trì. Quận chúa thử nghĩ xem, theo tính cách của Bổn Vương, có tha cho hắn hay không? Điện hạ muốn lấy việc ban hôn của bệ hạ bảo vệ an nguy cho Mã gia quân ta đều là ý của một mình Trích Tinh, không liên quan tới Phong Trình đại ca. Mã quận chúa là người thông minh, nói thẳng ra cô là con gái Mã Anh, ai dám động vào cô? Như vậy không khác nào kêu Mã gia quân dẫn binh tới dưới thành. Hơn nữa, Mã phó tướng tới tìm Bổn Vương chỉ là câu nói thăm dò, không hề có việc này. Ngài lừa ta. Đây là để cô lộ nguyên hình, một nữ tử vì lợi ích mà thành hôn với Bổn Vương. Bổn Vương lừa cô thì có sao? Lần ban hôn này, ta vì hoàng lệnh, cô vì lợi ích, hai ta ai cũng có mục đích riêng. Ở trên triều đình, ta sẽ phối hợp với cô diễn thật tốt vở tuồng này. Nhưng lúc không có người ngoài, ta và cô không liên quan, không có tình cảm phu thê. Cũng mong quận chúa đừng có lấy lòng Bổn Vương. Điện hạ, Trích Tinh không mong chúng ta thấu hiểu lẫn nhau, nhưng mong chung sống hòa bình. Mong là điện hạ đừng có đẩy người khác ra xa vạn dặm. Quận chúa bạc tình bạc nghĩa, tại sao Bổn Vương phải tin cô? Chuyện thành hôn này là chung thân đại sự của nữ tử. Đúng là Trích Tinh hy vọng có thể cùng Bổn Vương điện hạ chung sống hòa thuận, cùng biết trân trọng lẫn nhau. Quý không dối trá. Bây giờ quận chúa là đang thật lòng hay là giả vờ, Bổn Vương không hứng thú muốn biết. Điện hạ, có phải là bất kể ta làm gì cũng không thể xóa bỏ thành kiến của điện hạ với ta không? Trừ khi vạn tuế nở hoa, Bổn Vương mới tin vào thành ý của cô. Ta khuyên quận chúa đừng tốn công vô ích nữa. Nếu còn yêu cầu Bổn Vương đối đãi chân thành thì làm khó người khác quá. Ta nói tới đây thôi, quận chúa là người thông minh, chắc là đã hiểu ý của Bổn Vương rồi chứ? Sao cô lại ăn nữa vậy? Nhìn bộ dạng cô như vậy lại có phiền muộn gì nữa đi? Quận chúa, chúng ta tới phủ Bột Dương còn chưa tới một ngày mà cô và Bột Dương đã thành ra như vậy rồi. Những ngày tháng sau này phải sống làm sao? Bột Dương có thành kiến sâu sắc với ta, xem ra đành phải để sau này từ từ hóa giải. Nhưng không biết tại sao ta cứ cảm thấy Bột Dương có mối thù hằn khó hiểu gì đó với ta thì phải.
Rồi đó là tại vì ngài ấy bị điên. Cô không thấy ngài ấy nhìn ai cũng không vừa mắt hay sao? Tuy ngài ấy là Bột Dương không sai, nhưng cô cũng xuất thân hiển hách mà. Ngày trước ở thành Khuê Châu hả? Cô cũng là người ai gặp cũng phải yêu cô hết. Bao nhiêu công tử đồm đợp đua nhau kéo tới, có đúng không? Ngài còn không biết trân trọng đi. Nói cũng phải ha. Đúng vậy. Đại thúc, đại thúc, đại thúc tỉnh rồi. Cơ thể có chỗ nào không khỏe không? Mã Tịnh, mau đi rót nước tới đi. Dạ. Là cô nương đã cứu ta, đa tạ cô nương. Không cần khách sáo. Đây là đâu vậy? Nơi đây là phủ Bột Dương. Vậy này là Bột Dương phi. Bột Dương, đưa Kim Tam điện hả? Dạ phải. Đại thúc, thúc không cần phải sợ, không sao đâu. Tiểu nhân khấu kiến Dương phi. Thật ra ta vẫn chưa thành thân. Hay là như vậy, thúc gọi ta là Mã quận chúa. Nè, thúc phải uống nước trước. Mã Tịnh, mau đi lấy canh thuốc tới đi. Ông ấy uống nước rồi mà. Văn tổng quản nói rồi, uống một ít canh thuốc có lợi cho sức khỏe của đại thúc nhiều. Văn tổng quản nói vậy sao? Được. Đại thúc, nhà của thúc ở đâu? Ta có thể cử người đưa thúc về. Tiểu nhân là người Bạc Châu, tới kinh thành để tìm ân nhân, xin được gặp mặt một lần để đích thân cảm tạ. Đáng tiếc vẫn còn chưa tìm thấy, thì trên người không còn một xu, lưu lạc đầu đường. Hóa ra đại thúc cũng là một người có tình có nghĩa, vì tìm ân nhân mà tới đây. Hay là vậy đi, mấy ngày này thúc cứ ở trong phủ nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi tìm thử xem có giúp thúc tìm được vị ân nhân đó hay không. Ơn đức của quận chúa, tiểu nhân xin. Đại thúc, sức khỏe của thúc vẫn chưa bình phục, nghỉ ngơi quan trọng hơn. Quận chúa, canh thuốc tới đây. Nè, đại thúc, mau uống chút thuốc đi. Chủ nhân, trễ như vậy rồi còn thẩm vấn người quận chúa dẫn gì, liệu có phải là nên nói với quận chúa một tiếng không? Tại sao chứ? Nữ nhân này tuy đã vào phủ Bột Dương, nhưng vẫn chưa phải Dương phi. Thuộc hạ lỡ lời rồi. Chỉ là nghiên mực mà quận chúa mang về, có cần sửa chữa phục hồi không? Thuộc hạ lo sẽ làm trái thánh ý. Bổn Dương đúng là bị Mã Trích Tinh này hạn chế đủ đường. Đại thúc à, quận chúa và chúng tôi nổi tiếng là tâm địa lương thiện, sau này cô ấy chính là Bột Dương phi. Hôn sự này được bệ hạ khâm điểm, sau này thúc có việc gì á đều có thể nói với cô ấy, ai mà dám không nghe lời cô ấy chứ. Chủ nhân, sau này nếu như có chuyện gì, không sao đâu, quận chúa bọn ta cũng sẽ dẫn dắt bỏ cái nghiên mực đó đi. Đại thúc, đừng nghe cô ấy nói linh tinh, con người cô ấy hay nói khoác lắm. Những lời tôi nói đều là thật mà. Ở trong phủ Bột Dương này ta không quyết định được gì, chuyện gì cũng phải thông qua Bột Dương điện hạ. Đại thúc nên tạ ơn điện hạ vì ngài ấy cho phép ta làm vậy. Thúc mau uống thuốc đi. Coi chừng nóng đó. Phủ Bột Dương. Nhị điện hạ chờ một chút, Hải Điệp đã báo cho chủ nhân biết là có nhị điện hạ tới thăm rồi. Được, không vội. Sở, kể ra chúng ta cũng đã một thời gian không tới phủ của Tam Đệ rồi. Tình huynh đệ hai người thật hiếm gặp, phải tích đức mấy kiếp mới có đó. Sở cũng lấy làm mừng cho chàng. Sau này sở sẽ không quên nhắc nhở điện hạ thường xuyên tới phủ Tam Đệ chơi. Tam Đệ. Nhị ca. Nhị tổ. Tam Đệ à, ta và sở dự định đến đây thăm đệ và Mã quận chúa, cứ nghĩ tới nghĩ lui rồi cứ vậy mà tới đây luôn. Đệ đừng trách nhị ca lỗ mãn nha. Nhị ca có ý tốt, sao lại là lỗ mãn chứ? Mới chớp mắt đã mười mấy năm rồi. Năm đó đệ vẫn còn nhỏ, là một cô nhi được phụ hoàng nuôi dưỡng. Huynh đệ chúng ta cũng đã cùng nhau đọc sách, luyện võ. Rồi trong mấy năm qua, đại ca qua đời, tứ đệ làm con tin ở Ngật Đàn. Đệ bận rộn quân vụ, ta bận rộn chính sự, nên cũng ít liên lạc rồi, hả? Nhị ca nói rất phải. Phụ hoàng cũng có nói, các huynh đệ nên giúp đỡ lẫn nhau. Tam đệ luôn ghi nhớ. Tam đệ, huynh đệ hai người nói chuyện đi,
ta đi gặp Trích Tinh quận chúa trò chuyện. Đúng đó, mới đó mà tam đệ sắp tới đại hôn rồi. Người làm nhị ca như ta phải chia sẻ với đệ ấy mấy chuyện đạo phu thê với nhau. Nếu nàng cứ ở bên cạnh, có những lời bổn dương quả thật không tiện nói. Nào, nàng đi đi. Văn Diễn, đi cùng đi. Dạ. Nào, tam đệ, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Quản thúc, thúc đã thấy đỡ chút nào chưa? Đỡ nhiều rồi, đỡ nhiều rồi. Nếu vậy xem ra thuốc của Văn tổng quản thật sự là hữu ích rồi. Quận chúa, vị này là Dương phi nhị điện hạ, hôm nay cố ý tới phủ. Văn Diễn, Văn tổng quản. Mã Trích Tinh thành Khuê Châu bái kiến Doãn Dương phi. Đều là người nhà hết mà, không cần bận tâm mấy lễ tiết. Sau này chúng ta cứ gọi nhau tỷ muội là được. Trích Tinh muội muội. Dạ. Kính tỷ tỷ. Cô vị này là... vị này là quản thúc. Ông ấy vì đi tìm ân nhân mà từ Bạc Châu chạy tới kinh thành. Bạc Châu? Vị điện hạ cũng sinh ra ở Bạc Châu. Chàng thường xuyên nói với ta, kêu ta cùng chàng về Bạc Châu. Nói là chàng rất nhớ những món ăn Bạc Châu mà mẫu phi làm. Tiểu nhân bái kiến Doãn Dương phi. Quản thúc, quản thúc à, đứng lên nói chuyện đi. Quản thúc, mau đứng lên đi. Chuyện này... Tiểu nhân vô lễ. Do tiểu nhân gặp được Dương phi nhị điện hạ, trong lòng quá kích động. Bởi vì nhị điện hạ chính là ân nhân mà tiểu nhân muốn tìm khi lên kinh. Trùng hợp vậy sao? Không ngờ có chuyện trùng hợp như vậy. Phải. Nhiều năm trước, nhị điện hạ tới Bạc Châu phát lương thực cứu tế, đã cứu lấy mạng của tiểu nhân, ơn nặng như núi. Tiểu nhân luôn nghĩ trong lòng rằng có lẽ ngày nào đó ông trời thương tình cho gặp nhị điện hạ để nói lời tạ ơn. Tiểu nhân rất thạo nấu món ăn Bạc Châu, nếu như nhị điện hạ thấy thích, tiểu nhân sẽ nấu vài món cho người dùng, coi như là báo đáp ân tình. Vậy thì dễ cả đôi đường rồi. Như vậy thì quản thúc có thể báo ơn, vị điện hạ cũng có lòng ăn. Ta sẽ đi nói với vị điện hạ và tam điện hạ, tối nay ở lại dùng bữa. Do chính quản thúc nấu, ta và Trích Tinh muội muội sẽ giúp thêm. Muội muội thấy thế nào hả? Tỷ tỷ nhân hậu thương người như vậy, muội muội tất nhiên phải nghe theo tỷ rồi. Cảm tạ Dương phi, đa tạ Mã quận chúa. Dương phi và vị điện hạ đều là những người tốt, con cháu sau này của hai người chắc chắn sẽ đời đời kiếp kiếp được vinh hoa phú quý. Đa tạ quản thúc chúc phúc. Bây giờ ta sẽ đi nói với Hỷ Lan. Được, vậy muội sẽ dẫn quản thúc tới nhà bếp để nấu ăn. Tới bây giờ vẫn chưa tìm được một người nào cả. Một đám ăn hại, một đám ăn hại mà. Đại dân, ban nãy tiểu nhân có nghe mấy đứa trẻ trên đường phố nói chúng đã từng gặp người trong tranh này. Hắn ta ở đâu? Chúng nó đã bị người của Phủ Bột Dương dẫn về rồi. Phủ Bột Dương? Dạ. Dẫn lính theo bốn thừa tướng tới Phủ Bột Dương đó bắt người. Dạ thừa tướng đại dân. Đi. Trích Tinh tham kiến nhị điện hạ. Nè, không phải đã nói là gọi nhị ca sao? Dạ, nhị ca. Được rồi, mau ngồi đi. Thế nào, đệ muội tốt của ta, lần đầu tới Dương phủ có thấy lạ không? Dạ thấy rất lạ. Hỷ Lan vốn cứ lo là tam đệ không thích thân thiết với người lạ, nhưng quận chúa tính tình cởi mở, xem ra tam đệ phải phá lệ rồi. Tam đệ lạnh lùng này của ta không làm muội tổn thương đó chứ? Dạ không, Bột Dương điện hạ đối với muội luôn chăm sóc bảo vệ, ngay tới những món quà nhỏ mà muội tặng ngày ấy đều trân trọng hơn bất cứ thứ gì. Phu quân tương lai của ta, ngài còn không mau nói cho nhị điện hạ và Dương phi biết ngài thích những món quà ta tặng tới mức nào đi. Ừ,
mấy chuyện tình yêu mà, khó tưởng tượng lắm. Xem ra hai người đã có tiến triển đáng kể rồi. Nhưng sao khi nói ra lại cứ giống như có ý khác vậy chứ? Có thể do Bột Dương điện hạ ngại ngùng không dám thể hiện thôi. Nhị điện hạ, nhị ca, huynh có thể nói cho Trích Tinh biết sở thích của Bột Dương điện hạ để Trích Tinh có thể hiểu thêm không? Từ lúc đi ấy vào cung cho tới bây giờ, sở thích không thay đổi. Ngoài việc luyện võ ra thì còn duy nhất một chuyện là do đại ca năm xưa đã từng dạy đây ấy, cho đến bây giờ cũng chưa từng thay đổi sở thích. Là gì vậy? Thư họa danh gia trên tường chính là sở thích của Bột Dương. Bột Dương đặc biệt yêu thích những thư pháp gia của tiền triều. À, thì ra Bột Dương điện hạ yêu thích nhất là thư họa của danh gia tiền triều. Đúng vậy. Nè, mùi thử đoán xem, bình thường lúc rảnh rỗi không có gì làm, để ấy thích làm gì? Theo như mùi đoán, chắc không phải là luyện chữ đó chứ. Quận chúa đoán đúng rồi. Lúc đầu khi ta đoán, còn đoán là bắn cung đó. Từ khi đại ca nói với Bột Dương, luyện chữ cũng chính là luyện tâm, là cách tốt nhất để bày tỏ tình cảm mà sẽ không có ai phát hiện được. Từ đó đệ ấy càng thích luyện chữ hơn. Đúng lúc muội mới tặng cho phu quân tương lai một nghiên mực nữa đó. Hai người đúng là tâm ý tương thông, có thể nói đúng là bách niên hảo hợp. Vậy nhị ca có thể xem thử nghiên mực mà quận chúa tặng không? Không được. Không được. Không sao, không sao. Kính tỷ tỷ, đại Trích Tinh vô lễ, tỷ không sao chứ? Ta không sao. Sao lại không được chứ? Nếu có gì khó nói, muội cứ nói ra đi, nhị ca sẽ phân xử cho muội. Đương nhiên không phải là... À, đúng rồi, món bạc châu của Quảng Thúc chắc đã nấu gần xong. Tốt nhất nên ăn khi còn nóng. Bột Dương điện hạ, ngài nói đúng không? Nếu tam đệ không phản đối, có thể tới Hoa Viên Dương phủ dùng bữa không? Được. Văn Diễn, dặn dò những người hầu kiểm tra kỹ những món người đó làm, không được để xảy ra sơ sót. Dạ, Văn Diễn hiểu rõ. Nè, tam đệ đã nghi quá rồi, chẳng lẽ có người hạ độc giết ta ở phủ Bột Dương này hay sao chứ? Nhi ca, mời. Bẩm chủ nhân, đã kiểm tra xong toàn bộ, món ăn không có gì khả nghi. Được, vậy thì ta sẽ thử món canh này trước. Món canh này trước giờ ngoài mẹ ta nấu ra thì chưa từng thấy người nào nấu ngon hết. Sao rồi, có phải mùi gì mà Hỷ Lan lung mông nhớ không? Mùi gì mà ngươi làm thật sự giống hệt với mẹ ta đã nấu. Trong cung này trước đây không ai có thể làm ra mùi vị này. Đây là lần đầu được ăn đó. Có thể do mẹ của ngài và tiểu nhân là đồng hương bạc châu với cháu. Nếu điện hạ có thể thích như vậy, tiểu nhân thấy rất vui mừng. Hay, hay cho câu người bạc châu, giờ bổn dương muốn mời ngươi tới phủ của ta làm đầu bếp. Như vậy bổn dương ngày ngày đều có thể được ăn món canh này rồi. Đa tạ vị điện hạ đã khen. Chỉ tiếc là ngày mai Thảo Dân phải về lại Bạc Châu rồi, không thể ở lại kinh thành quá lâu. Có điều tiểu nhân có thể dạy lại cho người hầu ở phủ điện hạ cách nấu món canh này đó. Bí quyết của món này là thời gian hầm canh và canh lửa. Còn nữa, nhất định phải dùng gà mái già. Được, ta biết rồi. Hèn chi đầu bếp trong phủ của ta nấu hoài mà không được. Bột Dương điện hạ. Bột Dương điện hạ, thừa tướng đại nhân tới đi, nói trong phủ của phạm nhân chạy trốn. Người đâu, bắt khắc lại. Dạ, dẫn đi. Dạ. Có chuyện gì vậy? Điện hạ
Người này chính là tội phạm bị truy nã, thâm nhập vào Dương phủ tiếp cận người, chắc chắn là có giả tâm không tốt, thậm chí có thể là thích khách. Thừa tướng đại nhân, đây quận chúa lần đầu tới kinh thành, vẫn nên an phận thủ thường, đừng ngăn cản bốn thừa tướng làm việc. Đợi bốn thừa tướng điều tra rõ ràng chân tướng rồi nói sao. Mau dẫn hắn đi. Rõ. Nhạc phụ, chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Lâm Quảng yếu không ra nổi gió, có chỗ nào giống thích khách đâu chứ? Người này tự xưng là cha ruột của ngài. Nếu theo như hắn ta nói thì điện hạ không phải hoàng tử mà là con của nô bộc bỏ trốn. Có chuyện này thật không? Dạ, tiểu nhân đang điều tra quan nô ở các nơi thì phát hiện thừa tướng đang âm thầm điều tra một người nô bộc bỏ trốn tên Lâm Quảng. Đúng lúc tiểu nhân muốn giám sát thừa tướng thì ngày ấy dẫn theo đám người ngựa tới phủ Bột Dương bắt người rồi. Tuyệt đối không thể để Kính Tượng âm thầm che giấu được. Chuyện liên quan tới huyết mạch hoàng thất, lập tức bẩm báo lên bệ hạ, giữ lại người này. Lùi xuống hết đi. Dạ. Đi. Lâm Hoàng, người không cần quan tâm bên trên viết những gì. Tóm lại in dấu vân tay là xong. Ngày tháng năm, Lâm Quảng đã đọc. Phủ Bột Dương. Bốn Dương đã sớm cảnh cáo cô, không nên thu nhận những người không rõ lai lịch. Hôm nay người này âm mưu hành thích nhị điện hạ. Nếu bệ hạ hỏi tội, cô dẫn sói vào nhà thì cô ứng phó thế nào? Nhưng lúc đầu khi mới gặp ông ấy đang bảo vệ một đứa bé, không để nó bị ức hiếp. Thần là đạo phạm, nhưng lại có lòng trắc ẩn, không sợ bị liên lụy. Sao có thể là thích khách được chứ? Lòng người hiểm ác. Mã quận chúa, xem ra cô vẫn chưa nhìn nhận rõ. Nơi đây là kinh thành, không phải khuê châu nhỏ bé của cô. Mỗi bước đi ở nơi này đều có khả năng ẩn giấu những cái bẫy, dẫn tới họa sát thân. Cô đã thức tỉnh chưa? Hay là cô vẫn chưa thể chấp nhận được cảm giác bị người mà cô tin tưởng phản bội? Nhưng Trích Tinh lại tin rằng không phải mỗi lần người ta phản bội đều có ý làm tổn thương. Có những lúc nếu nhìn bề ngoài thì giống như họ đang phản bội, nhưng mà thực ra đang bán đứng chính bản thân mình. Báo cáo chủ nhân. Bệ hạ có lệnh, truyền chủ nhân và Mã quận chúa lập tức vào cung diện kiến. Hình như là vì chuyện của phủ Bột Dương che giấu phạm nhân bỏ trốn khiến bệ hạ nổi cơn thịnh nộ. Thừa tướng, Hiệu Quý nói khi hắn phụng mệnh chạy tới phủ thừa tướng thì tên thích khách đó vì quá sợ tội mà tự dẫn chết rồi. Dạ, thần chạy tới ngăn cản nhưng không thay đổi được gì. Bệ hạ, thừa tướng luôn nói tội phạm bỏ trốn là thích khách, không bằng không chứng làm sao định đoạt. Bệ hạ, thần biết được trong lúc lấy khẩu cung tên đồ bọc này, hắn luôn bất mãn với việc chấp pháp của nhị điện hạ nên trong lòng quá hận, do đó thần lập tức tới bắt người. Và thần đã tìm thấy một con dao găm giấu trong đôi giày của hắn. Và tên tội phạm trước khi hắn ta tự dẫn đã in dấu tay nhận tội.
có thật là vậy không? Chỉ là một tên nô bộc bỏ trốn mà lại có gan liều chết, có ý định hành thích hoàng tử sao? Bệ hạ đúng thật là vậy. Di thần dù có ngũ mã phanh thây cũng không dám lừa dối bệ hạ. Bẩm phu quan, như thần nhiều năm trước phụng lệnh đi điều tra chuyện quân binh cất giấu lương thực, thì đúng là có một nhóm sĩ binh tham gia và đã phạt giáng chức làm nô bộc. Hôm nay hung thủ hành thích này chính là tên nô bộc năm đó bị xử phạt. Bộ binh cũng có điều tra vụ này. Xem ra tên nô bộc này đúng là có ý đồ hành hung. Ngay lúc hiệu quý bẩm báo với trọng, trọng cũng cảm thấy kỳ lạ. Bây giờ cuối cùng mọi chuyện cũng sáng tỏ rồi. Nhị điện hạ bình an là tốt, dù sao con cũng là con trai của trẫm. Sau này thủ vệ trong phủ của con càng phải canh phòng nghiêm ngặt, đề phòng không thừa. Tạ ơn phụ hoàng quan tâm. Dương hiệu quý. Có thần. Đằng sau vụ án này đều là do thừa tướng lo lắng cho hoàng tử của trẫm, cũng là con rể quý của ông ấy. Vụ án kết thúc, triều đình có thể yên ổn trở lại, đó mới là chuyện quan trọng nhất, không cần bàn cãi nữa. Dạ. Bột Dương, quận chúa, hai người không rõ lòng người. Phủ Bột Dương cảnh giới không nghiêm, ảnh hưởng tới tính mạng của hoàng tử. Hai người đã biết tội chưa? Phụ hoàng, nhi thần bất cẩn, mong phụ hoàng giáng tội. Bệ hạ, chuyện này không liên quan tới Bột Dương điện hạ. Điện hạ đã nhiều lần ngăn cản tiểu nữ không được thu nhận người không rõ lai lịch, là do tiểu nữ cố chấp dẫn tới sai lầm này. Khẩn cầu bệ hạ xin hãy trị tội một mình tiểu nữ. Chuyện xảy ra phủ Bột Dương, đương nhiên Bột Dương khó tránh được tội. Bột Dương, trẫm phạt con đóng cửa suy nghĩ 3 tháng, đồng thời trừ bóng lộc 1 năm. Nhi thần lãnh chỉ. Mã Trí Tinh nghe chỉ. Ngươi thu nhận người bừa bãi, ương bướng hồ đồ, phạm phải sai lầm lớn. Trẫm phạt ngươi tới thái miếu quỳ để hối cải 3 ngày 3 đêm. Trí Tinh lãnh chỉ. Thái miếu. Sao vậy? Còn lo lắng cho Mã Trích Tinh sao? Không, chỉ là Mã Trích Tinh vẫn còn có ích, sợ cô ta chịu không nổi sẽ làm hỏng đại sự. Yên tâm đi, trẫm sẽ không để cô ta chết đâu. Bột Dương, Dương phi này của con không phải vật trang trí, con phải áp chế nhuệ khí để cô ta an phận, đừng gây thêm chuyện cho trẫm. Nhi thần đã rõ. Còn nữa, bây giờ trẫm muốn con lấy thân phận của thủ lĩnh giả sát. Trả lời trẫm, vụ án này có khả nghi không? Một phủ tể tướng lớn như vậy, trông coi một tên tội phạm không sâu, lại có thể cho hắn dễ dàng tự dẫn. Bấm bê hả? Lúc Lâm Quản vào phủ, mặt tiêu đã từng lục soát, không thấy con dao nào như kính tường đã nói. Thủ vệ của phủ Bột Dương tầng tầng lớp lớp, không thể nào có chuyện hắn lấy được dao. Quả nhiên có điểm khả nghi. Vậy cô hãy tiếp tục điều tra đi. Trong vòng 3 ngày, chẳng muốn biết sự thật. Dạ, tuân chỉ.
quận chúa. Nè, đứng lại, ngươi là ai hả? Quân gia, ta là thị nữ của Bột Dương Phi Mã Tịnh. Ta muốn đem quần áo vào cho quận chúa. Bệ hạ có lệnh, không được cho bất kỳ ai tới gần. Lùi xuống. Quận chúa, con không sao chứ quận chúa? Mã Tịnh, quận chúa, chân của cô mà cứ quỳ ba ngày như vậy thì sợ là... Cô đừng có lo lắng, bây giờ tôi về nghỉ cách đây. Không được nói với Phong Trình đại ca. Không thể vì chuyện này mà phá hoại quan hệ giữa triều đình và Mã gia quân, liên lụy tới Bột Dương. Quận chúa à, Mã Tịnh, đây là mệnh lệnh, ngươi không được làm trái. Tại sao làm chuyện gì cô không nghĩ cho Mã gia quân vậy? Nếu bây giờ cô tiếp tục quỳ thêm 3 ngày nữa thì chân của cô sẽ gãy đó. Người đâu, người đâu? Có ai không mau tới cứu quận chúa và chúng tôi đi, chứ cô ấy không được khỏe. Người mau đi gọi người cứu cô ấy đi. Mau đi đi, người đâu, tới đây đi. Tướng lĩnh cấm quân, nếu người dám để cô ấy làm càn, làm phiền ta suy nghĩ, sau này ta sẽ bẩm báo với bệ hạ, nói các người không làm tròn chức trách. Cô nghe thấy không? Cô làm càn, ta sẽ bắt luôn người đó. Lập tức lôi xuống. Quận chúa à, lôi xuống. Quận chúa, lôi xuống, lôi xuống mau. Vụ án Lâm Quảng có điểm kỳ lạ. Hải điệp Mạc Tiêu trong chân phủ thừa tướng, có bất kỳ động tĩnh thì lập tức bẩm báo. Trời. Đó. Văn Diễn, ngươi tới phủ hiệu quý một chuyến. Cũng như vậy, có bất kỳ chuyện gì thì lập tức hồi báo. Dạ, chủ nhân. Thi thể của Lâm Quán. Quỷ sát xóa dấu vết, kỳ lạ. Đi theo coi thử. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh tay lên nữa, nhanh lên. Lên. Các người biết nhiều quá rồi, đừng trách ta. Lúc Lâm Quảng đâu bị bắt, lại không hề phản kháng, ngược lại như có chút không hề nuối tiếc. Xem ra hắn không phải thích khách thực sự. Nếu không sẽ không bó tay chịu trói, mà sẽ gắng sức chống đối. Những lời Mã Trích Tinh nói chẳng lẽ là sự thật? Điện hạ, xin ngài bắt cứu quận chúa của chúng tôi đi. Quốc có quốc pháp, người nói bổn vương cứu thế nào đây? Nhưng mà quận chúa và chúng tôi, cô ấy không thể quỳ lâu được. Bổn vương điện hạ có điều không biết, năm xưa quận chúa cũng vì cứu người mà đã từng bị thiếu chủ Mã gia dùng trường thương đánh gãy chân, chính là vì cứu cái tên lang tử gì đó. Người nói cái gì? Mã Trí Tinh từng cứu ai? Quận chúa và chúng tôi trước kia có một người bạn thân tên là Lang Tử. Sau đó hắn bị Dung Quan là giết hại Hạ Hầu Nghĩa thì bị quan binh truy sát. Quận chúa vì muốn bảo vệ hắn
chỉ đành giả vờ đoạn tuyệt với hắn, nói ra những lời làm tổn thương hắn. Nhưng bà quận chúa ép hắn rời đi chính là vì muốn bảo vệ tính mạng cho hắn. Ngài có biết không, lúc đó mọi người khắp thành Khuê Châu chỉ có một mình quận chúa là tin tưởng hắn. Lang tử đó tuyệt đối không phải là quái vật giết người. Người lúc nào cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng, mạng của người không quan trọng sao? Đi đi, nếu đã có nguy hiểm thì người hãy rời khỏi thành Khuê Châu, rời khỏi núi Lan Thôn, đi càng xa càng tốt. Vốn dĩ là quận chúa muốn ép Lang tử đi khỏi núi Lan Thú, nhưng mà ai ngờ đâu thiếu chủ và chúng tôi lại trộm chiếc chuông đồng của quận chúa, muốn dùng làm tín hiệu để dụ giết Lang tử. Tình nhi của người mãi mãi không trở lại nữa đâu, bởi vì chiếc chuông này là nó đưa cho ta. Chuông đồng là do thiếu chủ nhà ngươi lấy trộm. Một dương à, ngài có biết không, lúc Lang tử sắp sửa rơi xuống vách núi, quận chúa và chúng tôi rất muốn đi cứu hắn. Lang tử, đừng mà, dừng tay, đừng mà, dừng tay, dừng tay lại đi. Quận chúa là người mình ngăn cản bọn làm hại Lang tử, nhưng lại bị thiếu chủ của bả gia đánh gãy chân, bị trọng thương hôn mê mấy ngày liền. Sau đó thì không thấy Lang tử nữa. Từ đó về sau, chân của quận chúa và chúng tôi vẫn còn bị thương, tới nay vẫn chưa khỏi hẳn. Bổn vương điện hạ, tôi cầu xin ngài mà, cầu xin ngài cứu quận chúa và chúng tôi đi. Hôm nay trời mưa lớn, vết thương ở chân của ấy dễ bị tái phát. Đại phu đã nói rồi, nếu chân của ấy bị thương thêm một lần nào nữa thì cả đời này sẽ không thể đứng dậy nữa. Cầu xin bổn vương điện hạ, làm ơn cứu quận chúa và chúng tôi đi mà. Nhưng Trích Tinh lại tin rằng không phải mỗi lần người ta phản bội đều là cố ý làm tổn thương. Có lúc trông như phản bội người khác, nhưng thực ra là bán đứng chính bản thân mình. Chuẩn bị ngựa. Rõ ràng ta từng thấy dáng vẻ chân thật nhất của muội. Nè, bánh bao nhân thịt của ngươi. Đừng có động đậy, Lang tử ngoan. Cũng từng nhìn thấy muội tin tưởng ta. Ta tin tưởng ngươi, ngươi tin tưởng ta. Chúng ta tín nhiệm lẫn nhau, ngươi hiểu không? Cho dù ta biến thành bộ dạng thế nào, muội cũng có thể nhìn thấy ta. Sao mà ngay cả xấu mà cũng xấu giống y huynh ấy. Bây giờ ta chỉ muốn được gặp Lang tử. Thật ra ngài chính là Lang tử, có đúng không? Nhưng ta lại mù quáng nhìn lầm muội, nhìn lầm tất cả. Tình nhi, đợi ta. Bổn vương điện hạ, thuộc hạ có chức trách, thứ lỗi cho thuộc hạ không thể cho ngài vào. Tránh ra! Trích Tinh là nhân phi của bổn vương, chân của ấy có bệnh cũ không thể quỳ lâu, bổn vương sẽ chịu trách nhiệm. Thuộc hạ nghe lệnh của bệ hạ, không thể cho vào, xin bổn vương điện hạ thứ tội. Ah!
Tình Nhi, Lan Tử tới rồi, chúng ta về nhà. Tất cả không được khinh suất, mau đi bẩm báo bệ hạ. Điện hạ, đa tạ tư cứu, đa tạ ngài đã bất chấp hoàng lệnh cứu quận chúa và chúng tôi ra. Chủ nhân, có thể vào trong rồi. Tình Nhi, hãy mau chóng khỏe lại, đừng để ta vì sai lầm của bản thân mà ôm hận cả đời. Hãy để Lan Tử có cơ hội bù đắp mọi thứ. Khởi bẩm bệ hạ, mới sáng sớm đã có chuyện sao? Đêm qua trong lúc bệ hạ ngủ, Bột Dương điện hạ lại bất chấp không màng hoàng lệnh, ở ngay trước mặt cấm vệ quân, ngang nhiên đưa Mã quận chúa quay về Dương phủ. Chuyện nó gặp trẫm. Dạ. Không sao rồi, gân cốt vẫn chưa lành, nghỉ ngơi vài ngày là có thể hồi phục lại bình thường. Mã Tịnh. Dạ. Chăm sóc tốt cho quần chúa của ngươi, chuyện vụ án cứ yên tâm, bổn vương sẽ điều tra rõ. Tuân lệnh. Đêm qua phủ hiệu quý có gì bất thường không? Văn Diễn âm thầm quan sát suốt đêm, chưa thấy động tĩnh gì. Chủ nhân, đã ra rõ hết rồi, đằng sau Lâm quản đó có chuyện bí ẩn động trời. Thì ra Lâm quản đó tự xưng là cha ruột của nhị điện hạ nên mới dẫn tới quả sát thân. Nhị điện hạ và thừa tướng sợ hãi nên mới diệt khẩu, nhập quỷ chứng cứ. Tự xưng cha ruột nhị ca. Đúng vậy chủ nhân, chúng tôi điều tra cả đêm, đã tra hồ sơ của quân bộ và quan nô. Chúng tôi phát hiện Lâm quản 20 năm trước từng làm đầu bếp quân doanh Bạc Châu. Lúc này mẹ ruột của nhị điện hạ cũng đã quân doanh Bạc Châu. Nhưng nhị điện hạ quả thật được sinh ra khoảng 10 tháng sau khi bệ hạ lâm hạnh. Nếu quả thật có điều kỳ lạ, cũng tức là nói nhị điện hạ đã được sinh non. Như vậy mới khiến cho Lâm quản suy đoán như vậy. Đây là ngày sinh của nhị điện hạ. Đúng là nhị điện hạ được sinh ra thiếu tháng. Khởi bẩm Bột Dương điện hạ, Trương Công Công tới phủ của chúng ta nói là bệ hạ triệu kiến. Tới lúc gặp bệ hạ rồi. Bột Dương, tại sao làm trái ý chỉ của trẫm, kháng chỉ đưa Mã Trích Tinh đi? Nhi thần nghe tùy tùng nói mới biết được, chân của Mã quận chúa có bệnh cũ, nếu quỳ lâu không đứng lên, vết thương cũ tái phát, cuối cùng sẽ tàn phế cả đời. Nếu kết quả như vậy sẽ làm cho Mã gia quân không vui, phụ hoàng cũng không có lợi gì, sẽ khó bề lợi dụng. Vậy tại sao lại không báo trước với trẫm một tiếng? Lúc đó đêm khuya, bệ hạ đã nghỉ ngơi. Lúc nhi thần tới đó kiểm tra, cô ấy đã hôn mê, tình thế cấp bách, bảo vệ tính mạng trước, hôm nay mới tới thỉnh tội.
Được rồi, đứng lên đi. Trẫm cũng không biết mã trích tinh của bệnh cũ suýt chút nữa đã hủy đi mất con cờ quan trọng có thể khống chế mã gia quân. Là con đã kịp thời giữ lại nó. Con làm vậy, sau này mã trích tinh sẽ càng nghe lời của con hơn. Vậy thì con cờ này không phải cần dễ điều khiển sao? Tạ ơn bệ hạ khai ân. Nhi thần còn có chuyện khác bẩm báo. Nhi thần đã điều tra vụ án Lâm Quảng, đích thực có ẩn tình. Nói đi. Bệ hạ, vào lúc kẻ này ở cạnh mẹ ruột của Hổ Khôi, cũng là lúc trẫm đang ở Bạc Châu. Con muốn ám chỉ rằng Nhi điện hạ không phải huyết thống của ta, hả? Kinh tường, vì muốn che giấu sự thật nên mới giết người diệt khẩu sao? Nhi thần không dám. Thần tin rằng chỉ là sự suy đoán diễn dông của Lâm Quản. Huyết mạch của nhị ca không thể nghi ngờ. Bẩm bệ hạ, Nhi điện hạ và thừa tướng đại nhân ở ngự thư phòng cầu kiến. Con lùi xuống trước đi. Dạ. Tham kiến phụ hoàng. Tham kiến bệ hạ. Tới rồi sao? Đúng lúc trẫm cũng đang muốn triệu kiến hai người. Trước tiên nói đi, các người có chuyện gì muốn bẩm báo? Phụ hoàng, chúng thần muốn cầu xin cho mã trích tinh, mong phụ hoàng giáng chỉ quỷ lệnh trách tội mã trích tinh. Tại sao? Thần và nhị điện hạ cho rằng quận chúa không biết thì không có tội, nên có thể phạt nhẹ thôi. Huống hồ đừng có lấp bấp, nói đi. Lần này mã quận chúa bị giáng tội, thái độ của tam đệ lại như người đứng ngoài cuộc. Tuy rằng thân phận tam đệ có hơi khó xử, nhưng không nghi ngờ đó là hành vi bạc tình. Nói không chừng điều này sẽ càng lung lay lòng trung thành của mã gia quân. Quan đường thiếu hiểu biết. Đêm qua vào lúc trẫm đang ngủ, Bột Dương lo lắng cho mã trích tinh quỳ lâu sẽ bị thương, đã dẫn cô ta đi chữa trị từ lâu rồi. Nó xem trọng hôn ước trẫm ban cho, đối xử tốt với mã trích tinh, điều này không có gì phải bàn cãi. Nhưng trẫm lại thấy hai người tới cầu xin cho cô ta là giả vờ tốt bụng, là che đậy tội ác của mình thì có. Bệ hạ bất giận, chúng thần không biết còn có chuyện này, chỉ là không nhẫn tâm để mã quận chúa phải. Khốn kiếp, quỳ xuống. Vốn dĩ trẫm cho rằng hai người lương tâm trỗi dậy, muốn tự gánh vác tội lỗi của mình đã gây ra. Nhưng thật không ngờ còn muốn tiếp tục gạt vua. Coi đi, trong tay trẫm đang cầm là bí mật về Lâm Quản lúc còn trong quân. Mọi người đều không biết năm đó mẫu thân ngươi đã nói với trẫm từ trước về chuyện cũ giữa nàng ấy và Lâm Quản. Trẫm trái lại còn khen ngợi nàng ấy trung thành không dối trá. Nhưng các ngươi thì sao? Vì sợ hãi là suy đoán chủ quan của một nô lệ mà lại dám gạt vua tự ý quyết định hả? Phụ hoàng, Nhi thần biết lỗi rồi. Bệ hạ bất giận, thần tội đáng muôn chết. Điều là lỗi của Nhi thần, phụ hoàng. Bệ hạ tha mạng. Cút đi, cút đi, cút hết đi. Chức thừa tướng này giao lại cho Dương Hiệu Quý kiêm nhiệm đi. Còn về công vụ quan trọng của Nhi điện hạ, trẫm sẽ chuyển hết cho Bột Dương.
phủ Bột Dương. Quận chúa, cô tỉnh rồi. Ta... sao ta lại ở đây vậy? Cô quên rồi sao? Cô quỳ suốt cả đêm, lại gặp mưa như trút nước. Cô đã quên là ai xông vào thái miếu, bất chấp tất cả, tự như thiên binh thần tướng cứu cô ra ngoài rồi sao? Ai vậy? Người này chẳng có ai khác, chính là Bột Dương điện hạ đó. Là ngày ấy? Ừ. Cô có biết không, sau này tôi không bao giờ tin vào những lời đàm tiếu nhảm nhí đó nữa. Quận chúa, tôi nói cô nghe, Bột Dương điện hạ vừa nghe nói cô có bệnh cũ không thể quỳ lâu, lại thấy ngoài trời mưa rất lớn, bất chấp tất cả xông vào thái miếu, chiến đấu với mấy trăm cấm quân tả xung hữu đột, sau đó một thân một mình cứu cô ra ngoài đó. Cô ngồi dậy làm cái gì? Không ngờ lại là Bột Dương điện hạ. Ngày ấy không giận ta sao? Ngày ấy làm vậy là đồng nghĩa với kháng chỉ. Ta phải đi tìm ngài ấy. Quận chúa, cô chưa khỏe lại mà. Quận chúa, người đã tỉnh rồi sao? Quận chúa, trong vòng 2 canh giờ vẫn chưa xuống giường được đâu. Hiện giờ Bột Dương đang ở trong cung bàn chuyện quan trọng với bệ hạ. Bột Dương tự ý xông vào thái miếu cứu ta, có thể an toàn rút lui không? Bột Dương muốn an toàn rút lui không khó. Cái khó là quận chúa nhìn nhận vụ án Lâm Quảng thế nào. Lúc ta quỳ ở thái miếu đã suy nghĩ rất kỹ chuyện này. Từ đó đoán ra, thứ nhất, Lâm Quảng không phải thích khách. Nếu không, cho dù có liều chết, ông ấy cũng sẽ không khoanh tay đứng chịu trói. Thứ hai, nếu Quảng Thúc thực sự tự vẫn, hoặc rõ ràng là ông ấy biết đi theo thừa tướng chắc chắn sẽ chết, nhưng ông ấy vẫn tình nguyện ngoan ngoãn theo, vậy thì điều này chứng tỏ Quảng Thúc thà hy sinh tính mạng của chính mình cũng muốn bảo vệ người nào đó hoặc việc gì đó. Suy đoán của quận chúa cũng gần giống với suy đoán của chủ nhân. Dân diễn bái phục. Chuyện đó tất nhiên rồi, quận chúa Mã Gia Quân ta thông minh lắm đó. Còn chuyện ta nhìn nhận sự việc của Lâm Quảng thế nào, nếu như lúc đầu ta đã lựa chọn tin rằng Quảng Thúc lương thiện, vậy thì cuối cùng ta cũng sẽ không cố tìm hiểu sự thật mà ông ấy thà chết cũng muốn bảo vệ. Vụ án Lâm Quảng ta sẽ coi như đá chìm dưới đáy biển. Hôm nay Giang Tổng cất công tới nói chuyện này với ta, chẳng qua là muốn ám chỉ với ta có một vài chuyện trong triều đình Trích Tinh không nên truy cứu tới cùng. Trước kia Bột Dương cũng từng nhắc nhở ta, bây giờ ta đã hiểu được rồi. Mã quận chúa thấu tình đạt lý, đẹp người đẹp nết, thật rất xứng đôi với điện hạ. Chủ nhân sai Văn Diễn tới gửi lời mời, đêm nay hẹn gặp mặt với chủ nhân ở biệt viện. Hả? Biệt viện? Biệt viện nào vậy? Là cái biệt viện không cho ai bước vào sao? Đúng vậy. Xem ra địa vị của quận chúa trong lòng chủ nhân tôi giờ đã khác trước rồi. Cho hỏi quận chúa có chấp nhận lời hẹn gặp tối nay không? Không gặp. Những thứ này là quà mã quận chúa tặng các ngươi. Nếu đã là lòng tốt của quận chúa thì nhận lấy đi. Đa tạ chủ nhân. Người nên đa tạ không phải Bổn Dương. Chủ nhân, thuộc hạ to gan. Lúc đầu sợ chủ nhân do dứt thời nóng giận nên không dám dứt đi. Mã Trích Tinh có tới gặp đúng giờ không? Quận chúa trả lời: không gặp, không về. Nè, thế sao hả? Mời quận chúa. Chủ nhân chúng tôi chờ người đã lâu rồi. Làm phiền rồi. Mời. Thank you.
tôi nhìn đom đóm bay le lói, khêu cạn đèn khuya giấc chưa an, dằn dặt năm canh rền trống điểm, sông ngân lấp lánh báo đêm tàn. Sống thác bao năm đằng đẵng biệt, hương hồn sao chẳng hiển chim bao. Điện hạ cũng biết Trường Hận ca. Bạch cư dị, tự Lạc Thiên. Tên của người này bình dị và lạc quan, vậy mà lại viết nên một bài Trường Hận ca. Bổn vương rất muốn biết rốt cuộc ông ấy hận điều gì, cuối cùng thì có thể hết hận không? Vậy điện hạ đã có được đáp án chưa? Hai câu cuối cùng đã nói rồi. Trời đất lâu bền, rồi sẽ tận. Hận này muôn thuở, vẫn không nguôi. Lẽ nào điện hạ đã quên, trước hai câu này chính là câu: lòng sao chỉ nguyện như vàng đá, thiên đình hạ giới sẽ gặp nhau. Năm xưa trùng thất Trường Sinh Điện, vắng vẻ đêm khuya thủ thỉ truyền. Trên đời nguyện quá chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành. Vậy thì quận chúa lý giải thế nào? Ta cảm thấy chỉ cần những lúc đêm khuya vắng người, khi đom đóm bay lượn nhảy múa, bất cứ chuyện gì cũng đều có thể xảy ra. Bạch Lạc Thiên đã nói, chỉ cần lòng vững hơn vàng thì có là thiên đình hạ giới cũng có thể gặp nhau. Đó là tưởng tượng của thi nhân. Ta rất thích kiểu tưởng tượng này, cũng thích đình diện của Bột Dương. Có điều đình diện của Bột Dương đẹp tới như vậy, tại sao phải cấm người khác bước chân vào? Và vì sao hôm nay lại mời Trích Tinh vào đây? Vì cây vạn tuế đã nở hoa. Nàng là người đầu tiên đặt chân vào cấm địa của Bổn Dương. Nàng có biết tại sao Bổn Dương lại cứu nàng không? Vì ta vẫn luôn cho rằng hôn ước giữa ta và nàng chỉ vì hai chữ lợi ích, nên ta đối với quận chúa mới có thành kiến. Tới đêm qua, Bổn Dương tình cờ phát hiện ra quận chúa quả là người vì muốn bảo vệ niềm tin trong lòng, kiên trì tới cùng, bất chấp người khác hiểu lầm, đúng là người lương thiện tốt đẹp. Đa tạ những lời khen của điện hạ. Bổn Dương đã bày tiệc cho quận chúa, xin mời. Tửu lượng của ta rất kém, ta lo sẽ lại giống đêm bệ hạ ban hôn, gây phiền phức cho điện hạ. Bổn Dương xin hứa sẽ không trách tội nàng. Đêm đó nàng nhận lầm Bổn Dương thành người khác. Mã Tịnh đã từng nói với Bổn Dương, lúc nhỏ quận chúa có một người bạn tên Lan Tử, người đó được sói nuôi lớn. Ta nghĩ hắn chính là người bạn trông giống Bổn Dương mà nàng từng nói. Căn bệnh cũ ở chân quận chúa cũng vì hắn mà bị. Lan Tử
là người bạn thời thơ ấu quan trọng nhất với ta. Ngày ta và huynh ấy xa nhau, cả hai đều đang bị thương. Ta chỉ là bị thương ở chân thôi, nhưng huynh ấy lại bị lời nói dối của ta hại cho thương tích đầy mình. Rõ ràng ta biết khả năng huynh ấy sống sót là vô cùng mong manh, nhưng ta thà tin rằng huynh ấy vẫn còn trên đời này, chỉ là không có duyên gặp lại. Có rất nhiều lời ta muốn nói với huynh ấy, chỉ là không còn cơ hội nữa. Muốn cùng huynh ấy làm rất nhiều chuyện, nhưng mà không thể được nữa. Trước kia hai người bên nhau, lang tử gọi nàng thế nào? Huynh ấy gọi ta là Tinh Nhi. Tinh Nhi. Nhiều năm qua ta vẫn luôn hy vọng lang tử gọi ta là Tinh Nhi, nhưng cho dù bây giờ huynh ấy vẫn còn sống, có lẽ sẽ chỉ oán hận ta thôi. Ta đã phản bội huynh ấy. Tinh Nhi tuyệt đối không có ý phản bội. Sự tàn nhẫn tuyệt tình khi xưa đều là bảo vệ hắn. Dẫu cho lang tử đã ở dưới suối vàng, chắc chắn hắn cũng biết mọi việc Tinh Nhi làm trước kia cũng đều là vì hắn. Trong lòng hắn sẽ chỉ biết ơn, ái náy. Ta thừa biết là Điện Hạ chỉ an ủi ta, nhưng vừa rồi ta lại hơi ngẩn ngơ, ngỡ rằng lang tử đã tha thứ cho ta. Tinh Nhi, lang tử sẽ tha thứ cho nàng. Mặc dù Điện Hạ có dung mạo rất giống với người tên lang tử, nhưng rốt cuộc ngài không phải huynh ấy. Làm sao ngài biết được suy nghĩ trong lòng huynh ấy? Nhưng chắc chắn hắn biết rõ nàng sống khổ sở hơn ai hết. Lang tử mất tích, nàng cũng bị giam cầm. Suốt bao năm qua, đã có ngày nào nàng sống vui vẻ chưa? Ta đã từng rất vui vẻ, đã từng. Ở trên núi Lan Thu, huynh ấy dẫn ta cùng chạy. Huynh ấy cho ta nhìn thấy gió. Cho ta nghe được âm thanh bướm bướm vỗ cánh là ra sao. Huynh ấy và ta cùng ăn bánh bao nhân thịt, còn cướp kẹo hồ lô trong tay ta. Lang tử vẫn thích ăn bánh bao nhân thịt. Thật sao? Vậy lang tử có còn thích ăn kẹo hồ lô không? Vẫn ăn. Tinh Nhi vẫn thích ăn sao? Bánh bao nhân thịt Tinh Nhi vẫn ăn, chỉ là không ngon nữa. Kẹo hồ lô Tinh Nhi cũng ăn, chỉ là không ngọt nữa.
Tôi một mình bất kể làm cái gì, ăn cái gì đều không ngon, không ngọt nữa. Dũng dĩ Tình Nhi không thích ăn bánh bao nhân thịt, nhưng cũng chính vì cùng ăn chung với Lan Tử cho nên nó mới trở nên thơm ngon. Kẹo hồ lô cũng chính vì cùng ăn với Lan Tử mới trở nên ngọt hơn. Còn nhớ lúc đó, ngày đầu tiên sau khi huynh ấy mất tích, ta đã mua một xiên kẹo hồ lô. Nhưng mà nó thực sự rất đắng, rất đắng. Trong bao nhiêu năm qua, bất cứ kẹo hồ lô nào cũng rất đắng, rất đắng. Không đắng nữa, không khổ nữa. Chỉ cần Lan Tử quay trở về, Tình Nhi sẽ không khổ nữa. Lan Tử không về được nữa. Tình Nhi cũng đừng dây dứt mãi trong lòng. Nàng tự trách quá lâu rồi, cũng nên quên quá khứ đi, sống cuộc sống thật tốt. Nụ hôn đó rốt cuộc đó là thật hay là ta tưởng tượng ra? Nụ hôn của ai vậy? Cô làm ta giật mình. Sao cô lại ở đây?
tôi ở đây không phải rất bình thường sao quận chúa? Ngược lại là cô đó quận chúa, cả đêm không về đúng là bất thường. Cô mau khai thật ra đi, dưới cảnh trăng tròn hoa nở, cô và Bồn Dương trai đơ gái chiếc ở bên nhau suốt đêm, hai người có cái gì không vậy hả? Nói cái gì vậy, tuyệt đối không có. Này, do ta uống say nhầm lẫn thôi. Ồ, uống say nhầm lẫn sao? Nếu nói như vậy thì lúc quận chúa cũng uống say rồi cũng muốn cầu xin Bột Dương ơi hôn cô đi hay sao hả? Lúc đó ta không hề xem ngài ấy là Bột Dương mà là Lan Tử. Lan Tử? Sao mà lại là Lan Tử được chứ? Quận chúa à, không phải là tôi trách cô đâu. Bây giờ cô đã là Bột Dương Phi rồi, có đúng hay không? Cô hỏi trong lòng của cô coi, sao có thể nhớ tới người khác được chứ, có đúng hay không? Cô nói không sai, ta không nên lầm tưởng ngài ấy là Lan Tử. Dù ngài ấy nhất thời hồ đồ, nhân từ với ta, ta cũng không nên nhẹ dạ như vậy. Có không đó? Văn Diễn, làm sao phán đoán tình trạng trước mắt để đưa đối sách tương ứng? Thuộc hạ cho rằng tùy tình thế mà giải quyết. Xin hỏi chủ nhân kẻ địch là ai, thuộc hạ mới có thể chọn ra cái sách tương ứng được. Mong chủ nhân chỉ rõ. Không bạn chẳng phải địch, không hiểu sao khó tới như vậy sao? Ngươi và Mạc Tiêu không có đối sách gì cả. Thuộc hạ bất tài. Xin hỏi chủ nhân, quận chúa là địch hay là bạn? Không bạn chẳng phải địch. Tôi đã hiểu rồi. Quá ra mới sáng sớm chủ nhân đã chọn y phục một cách trịnh trọng, thì ra là để lấy lòng quận chúa hả? Hey, không cần phiền phức vậy. Ngài cứ nói thẳng với thuộc hạ, tôi sẽ đi hỏi Mã Tịnh. Tôi sẽ hỏi cô ấy, thường ngày quận chúa thích nam nhân mặc y phục thế nào không phải là xong rồi sao? Đúng không chủ nhân? Thử y phục nhất định có lý do sao? Nếu cần phải có, bổn vương sẽ cho ngươi. Y phục ngoài chuyện tránh rét, chống mưa gió, che hình thể, che khuyết điểm, làm trang sức bên ngoài ra, còn để thể hiện lễ nghĩa, phân biệt gia giới, chứng tỏ danh phận nữa. Nhiều như vậy, đủ rồi chứ? Thuộc hạ lỡ lời, mong chủ nhân tha tội. Bỏ đi, các ngươi quá không chuyên nghiệp, chắc phải đi hỏi Hải Điệp. Bộ bên trái đi. Bộ này không phải hôm trước mặc rồi sao? Chắc là chủ nhân rất thích bộ này. Chủ nhân, thấy ngài từ việc kháng chỉ vì quận chúa tới việc mời cô ấy vào cấm địa, có phải điều này chứng tỏ chủ nhân sẽ hoàn toàn tuân theo hoàng lệnh, xem quận chúa là một dương phi không? Vậy sau này thuộc hạ có cần tiếp tục giám sát quận chúa không? Không cần giám sát như phạm nhân, nhưng phải bảo vệ nàng ấy chu toàn. Bổn vương vào cung ứng cứu Trích Tinh, phụ hoàng tuy là biết chuyện, nhưng trong triều đã bàn tán đủ điều. Nhiều kẻ địch đã núp trong bóng tối, lầm le ra tay. Chúng không dám động tới bổn vương, sẽ động vào nàng ấy trước. Thuộc hạ sẽ phái giả sát kiểm soát chặt chẽ hành tung của đại thần trong triều. Nghe rõ đây. Chỉ cần Mã Trích Tinh là một dương phi mà bệ hạ ban cho ta, thì ta phải bảo vệ nàng ấy chu toàn. Thuộc hạ xin nghe theo lệnh của một dương điện hạ. Văn Diễn, thứ ta kêu ngươi chuẩn bị đã có chưa? Thuộc hạ to gan. Quận chúa sẽ thích món quà này sao hả? Chắc chắn thích. Bột Dương điện hạ có lệnh, mời quận chúa tới sân luyện võ một chuyến. Quận chúa à, trải qua buổi tối hôm qua, cô và Bột Dương điện hạ đã tiến thêm một bước rồi. Cô căng thẳng cái gì chứ? Chính vì trải qua chuyện tối hôm qua rồi nên ta mới căng thẳng.
Lát nữa khi gặp điện hạ, cô nói coi chắc ta ngại chết. Ê, quận chúa, cô đi đâu vậy? Trời ơi, quay lại. Bột Dương điện hạ mà còn không sợ, cô sợ cái gì chứ? Nè, có đẹp trai không? Quận chúa, cô nhìn đi, phu quân tương lai của cô dũng mãnh oai phong như vậy, đúng là quyến rũ chết người. Nè, trời ơi, cô ra đây, ra đây đi quận chúa, lại đây. Bình tĩnh đi. Giải quyết ngươi trong 3 chiêu. Đừng có mắc cỡ mà. Tới rồi sao? Chắc rất tò mò mới sáng ra bổn vương đã kêu nàng tới đây. Luyện võ để bảo vệ mình, còn để tăng cường sức khỏe, có lợi cho phục hồi vết thương trên chân quận chúa. Điện hạ muốn dạy ta tập võ sao? Làm sao ngài biết được, ta từ nhỏ đã luôn muốn học binh khí, nhưng ta bất lực, mẹ ta cứ phản đối, cho nên vẫn không có cơ hội học. Xem như cũng đúng sở thích rồi. Lại đây, quận chúa thích loại binh khí gì? Cẩn thận. Binh khí dài không hợp với quận chúa. Chọn cái khác đi. Hay là điện hạ chọn giúp Trích Tinh đi. Văn Diễn. Dạ. Thì ra điện hạ đã chuẩn bị trước. Đây là Bôn Lan Cung, là đồ sưu tầm của bổn vương. Một là quà đáp lễ, hai là cung tên là vũ khí cự ly xa, có sức sát thương rất mạnh, rất hợp với quận chúa. Quà giăng trên cây cung này đẹp thật đó, chắc là vật rất quý báu. Có thích không? Rất thích. Lại đây. Sao chủ nhân biết được? Quận chúa chắc chắn thích Bôn Lan Cung chứ. Nhìn kìa, chủ nhân của chúng ta đang dạy quận chúa bắn cung, hay là đang yêu đương vậy? Ừ.
Xem ra quận chúa rất có năng khiếu đó. Vì ta có một vị sư phụ giỏi, đa tạ điện hạ. Theo ta về cung đi, ta đã tìm được thái y để khám chân cho nàng. Thái y, cơ thể quận chúa yếu đuối, sợ đau, tốt nhất là ngươi nhẹ tay. Dạ, di thần tuân chỉ. Thái y, ta không sao đâu, ông cứ tiếp tục đi. Quận chúa, di thần đã chẩn trị xong rồi. Chân của quận chúa có thể chữa trị tận gốc không? Bẩm bột vương điện hạ, bị thương đã lâu, dẫn tới gần cốt khí huyết yếu, giả lại chân phải bị thương nặng hơn bên trái. Chuyện may mắn trong lần này là điện hạ kịp thời tới cứu, quận chúa đang quỳ lâu, nếu không hậu quả không thể nào lường được. Ta muốn ngươi dốc hết sức chữa trị. Dạ, sau này di thần sẽ ráng chữa trị hết sức mình. Nhưng vết thương trên chân quận chúa, dù là qua đà tái thế cũng bó tay hết cách. May mà không có ảnh hưởng tới hoạt động thường ngày, di thần sẽ kê vài vị thuốc bổ để dưỡng xương khớp và dưỡng khí huyết. Mỗi ngày một thang, uống trong vòng một tháng. Nhớ kỹ, trong thời gian uống thuốc, xin quận chúa đừng nên làm những việc gây áp lực nặng lên hai chân, ví dụ như cưỡi ngựa. Nếu bị thương thêm lần nữa, e là khó mà đi lại được. Bột dương điện hạ, nếu không còn gì gian dò nữa, di thần xin cáo lui trước. Lời của thái y nói, nàng đã nghe rõ chưa? Căn bệnh này cũng đã lâu rồi, bao nhiêu năm qua đã khám rất nhiều đại phu, họ toàn nói giống như nhau, ta đã thuộc lòng luôn rồi. Bổn vương sẽ đi tìm những vị đại phu có y thuật cao minh trong dân gian, thiên hạ rộng lớn như vậy, nhất định sẽ có người chữa được chân cho nàng. Bệnh này của ta đâu phải do điện hạ gây ra đâu. Tại sao điện hạ lại tốt với ta quá vậy? Vì nàng và bổn vương có hôn ước, đây là nghĩa vụ của bổn vương. Điện hạ làm tròn chức trách, Trích Tinh cũng sẽ giữ bổn phận của mình, cố gắng làm tròn vai trò bộ dương phi. Khởi bẩm bột dương điện hạ, bệ hạ có chỉ, tuyên bột dương điện hạ tới ngự thư phòng bàn bạc về chuyện sứ giả tới thăm. Nàng nghỉ ngơi trước đi, bổn vương đi rồi về ngay. Phụ hoàng gọi ta đến thỉnh an, lát nữa người sẽ đến. Chân của Mã quận chúa thế nào rồi? Không bị trọng thương vào chỗ hiểm chứ? Trích Tinh không sao. Nhị ca ổn chứ? Ta đang lành lặn đứng trước mặt đệ, có chuyện gì được chứ? Hay là đệ cảm thấy
Người nên bị trọng thương phải là ta hả? Vụ án Lâm Quảng là để tra ra chân tướng. Làm tốt lắm. Tam đệ có chịu chấp nhận lời xin lỗi tuy có muộn màng của nhị ca không? Vụ án này suýt làm hại tới Trích Tinh vô tội. May mà nàng ấy không sao. Nếu không, đệ nhất định sẽ đòi nhị ca trả lại công bằng. Bệ hạ gia đao. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Đây là tất cả tấu chương các đại thần đã dâng lên vào buổi sáng nay. Ai ai cũng cầu xin cho Doãn Dương con, xin trẫm cho con lấy chuyện mượn binh để lấy công chuộc tội. Nhi thần biết tội. Nhưng quân bất hy ngôn. Trẫm đã lệnh cho Bột Dương tiếp đón sứ thần của Ngật Đản. Nếu con thật sự muốn lập công chuộc tội thì con hãy trợ giúp Bột Dương, trẫm cũng lấy đó làm mừng rồi. Bột Dương, con thấy thế nào? Phụ hoàng, nhị ca là người tài năng về mặt ngoại giao, vẫn luôn hơn hẳn nhi thần. Nếu nhị ca bằng lòng, chắc chắn có thể giúp con một tay. Hậu khuê, ý của con thì sao? Nhi thần đã phạm lỗi lầm lớn. Thật không ngờ phụ hoàng và tam đệ sẵn lòng cho nhi thần một cơ hội để lập công chuộc tội. Nhi thần quyết không phụ hoàng ưng, dốc sức trợ giúp tam đệ. Còn có ý hối cải như vậy là rất tốt. Năm ngày sau, người tới thăm chúng ta không phải là một sứ thần, mà là tiểu công chúa. 3 năm trước các con đưa hữu trinh tới Ngật Đản. Đã gặp cô ta chưa? Bẩm phụ hoàng, chúng con và Bảo Na công chúa xem như là chỗ quen biết. Cô ấy là tiểu công chúa Ngực Đạn Dương yêu thương nhất. Lúc nhi thần ở đó, nhi thần tự mắt nhìn thấy Ngực Đạn Dương đối với tiểu công chúa có thể nói là nghe lời răm rắp, vô cùng cưng chiều đó. Phụ hoàng, nhi thần cho rằng tiếp đón công chúa thật tốt, vì sao sẽ có lợi trong việc bàn bạc mượn binh. Hữu khuê nói rất đúng. Mấy nữ nhi mà thích nghe lời bùi tai, dễ mềm lòng. Bột Dương, trẫm lệnh cho con tiếp đãi chu đáo, không được qua loa sơ ý, khiến công chúa không vui. Hai huynh đệ các con giúp trẫm lo liệu ổn thỏa chuyện này. Việc mượn binh chỉ được thành công, không được thất bại. Nhi thần tuân chỉ. Kêu nàng đợi trong phòng, sao nàng lại ra đi? Cũng đã nghỉ ngơi một lúc rồi, cũng đã uống thuốc ngự y gây cho nên mới ra ngoài đi dạo. Điện hạ không cần căng thẳng. Trích Tinh bái kiến nhị điện hạ. Không cần đa lễ. Chẳng phải hai người cùng bàn bạc chuyện đón tiếp sứ thần của bệ hạ sao? Sao sắc mặt nghiêm trọng vậy? Chẳng lẽ chuyện này có gì thay đổi? Không phải vậy, chỉ là người tới thăm này không phải sứ thần, là tiểu công chúa Bảo Na. Vậy chẳng phải càng tốt sao? Chứng tỏ Ngực Đạn Dương rất xem trọng chuyến thăm này.
chỉ e tiểu công chúa tới viếng thăm, là mượn việc công làm việc tư. Chẳng lẽ công chúa và bổn vương điện hạ có quan hệ gì sao? Bổn vương và cô ta rất trong sạch, không có quan hệ gì. Nhiều năm trước, ta và tam đệ đưa tứ đệ tới Nhật Đàn. Lúc đó tiểu công chúa còn nhỏ, đã trúng tiếng sét ái tình với tam đệ, còn xin đại vương hạ lệnh muốn lấy tam đệ nhà ta. Nếu không phải phong tục của họ không cho phép gả công chúa đi xa, bằng không ta e là lúc đó đôi bên đã có hôn ước rồi. Thật là không ngờ bề ngoài lạnh lùng như bột dương chúng ta đây mà lại được yêu thích dữ vậy ha.